ơi, trả lại các bạn ơi, trả lại các bạn ơi. Ôi, con lên, con xét chết. Hello Freddy. Phải phát xe. Đừng giết con, đừng giết con. Không biết trong video này mình có vượt qua đêm thứ 5 được không? Hy vọng mình vượt qua được. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho con vượt qua cái đêm này. Cho dù nó là đêm cuối cùng, cho con vượt qua luôn nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho con vượt qua cái đêm này. Cho dù nó là đêm cuối cùng, cho con vượt qua luôn nha. Trời. No! Quá buồn rồi các bạn ơi, nhìn mình tung cái chân tôi chết này rồi. Đây, bóp bát đó. Từ khi vừa qua cái đêm này mới bị... Trời ơi là trời! Trời ơi má ơi, Golden Freddy mới ghê chứ! Trời ơi má ơi, Golden Freddy mới ghê chứ! Năm giờ rồi, năm giờ đừng có giết tao nữa. Năm giờ rồi, năm giờ đừng có giết tao nữa. À, nói cho tất cả tụi bay biết á là tao vượt hết cả năm đêm rồi nha, ok? Cho nên á, tao đã thành công trong video này rồi nha. Thôi, mình xin dừng video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình đã vượt qua đêm năm rồi. Nhớ like, comment bên dưới, share, subscribe kênh mình nha. Bye bye.